mình quay đầu kia là mình chủ đâu có thùng đâu, có đâu. FBI luôn á. Thank you.
Dạ không. Cặp bồ câu này bây giờ mình để đôi vậy hết luôn hả cô? Nhưng mà làm vậy không biết thùng qua mặt giờ nó chế chỗ này ha. Không có mặt giờ chỉ 20 câu. Dạ. Cái này giống hồi xưa nè. Chế này. Không, vậy là mấy cô là ở đây luôn cô ha? À, dưới định quán qua. Dạ. Giờ là quay chuyên nghiệp luôn rồi, giờ là có nguyên cái thêm một ngành nghề là cô ở trong Gia Canh luôn hả cô? Cô ở đây xã. Dạ. Rồi chắc cô không biết cháu rồi, tại cháu đi lâu quá rồi. Có vẻ nó khoái cái mũ FBI này quá. Khúc tốc khúc từ Tân Phú là bị hết. Bắn dư lắm, Tân Phú, dạ. Tân Phú còn chơi còn ác hơn thằng mà đi mà không để ý là dễ bị lắm. We'll be right back.
đầu tiên thì mình sẽ rủ hết cái cầu này đó. Rồi sau đó mới đến công đoạn là mình dùng chổi mình quét cho sạch lại, rồi sau đó mới mang vô trong trong thùng quay ra. Thì xịt cái nước này là mục đích là để cho ong nó đỡ ra, chứ nhiều khi người ta không biết là tưởng xịt cái nước gì. Đó, thì trước khi mà lấy cầu ra phải dùng khói cho ong nó sợ nó xuống bớt hăng. Kịp không? Kịp không? Nhặt cái dây thúc khí em nhé. Nhá. Quay lốt cho ngay nha. Nhá. Nhận lỡ rồi nói với bạn rồi. Chú ấy sao đấy? Hả? Sao đấy? Sắp xếp đi. Qua anh nói để em xếp con này đây thôi. Con này sắp xếp rồi á, này cái tí này sắp xếp coi. À được. Con này tí này sắp xếp lại. Cái gì bố? Cái bình xịt gì anh? Xịt tí này không? Không, cái này mở ra để anh... Có tí có cái đồng mình có thể nói không hết. Đây là cái...
bán chạy của người nuôi ong. Thì có như thế này thôi. Làm gì nhá? Các em lấy em bỏ đâu hết rồi? Hai vợ chồng này giấu anh hết rồi. Nhớ nhớ nha. Nhớ quay những cái hàng mà lấy càng bây giờ anh đếm lại. Chậm lại đi. Có cái gì có cắt lộn lộ cho nó ra không? Đường bãi rác đi có nghĩa là đi đến chỗ chợ mì phía đường kia kìa. Ờ, đi phô dung phía đường phía trong đó, gần lắm. Đi đến cái đường bãi khách sạn đó. Đúng rồi. Đường bãi bắp ruộng về anh? Không. Có nghĩa là đi từ Đa Cai đi qua và cái cầu đến này cái chợ mì phô dung. Em cắt xuống không mẹ? Quay làm nào mà quay mấy ngang rồi đó. Okay. Yeah.